Các bạn đang nghe truyện trước tu chư thiên vạn đạo lại tu tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 401, Đại Thắng, Hồi Kinh, 1. Mục đa nhiễm nghe xong trầm tư suy nghĩ, sau đó nghiến răng, liều mạng với bọn chúng, tướng quân vạn vạn không thể. Chúng ta hy sinh không sao, nhưng sẽ rất có lỗi với huynh đệ đã cùng chúng ta vào sinh ra tử. Tên tướng lĩnh vội vàng nói. Mục đa nhiễm nghe xong chán nản, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Cuối cùng không còn cách nào khác, Mục Đa Nhiễm quyết định đầu hàng. Đến trước đại doanh đối phương, Mục Đa Nhiễm lớn tiếng gọi, Trạng Nguyên Lan, ra đây nói chuyện, không lâu sau, Giang Tuyền bước ra, lặng lẽ nhìn đối phương. Mục Đa Nhiễm nói, quả nhiên là Trạng Nguyên Lan, lần này ta thua không oan. Nơi này, kỳ thực cũng là do ngươi tính toán để dụ chúng ta tới đây đúng không? Nếu không, Ngươi chỉ cần phái một ít người canh giữ nơi này, chúng ta cũng không vào được. Giang Tuyền gật đầu, đã ngươi đều biết rồi, thì ta không cần phải giải thích nữa. Một đa nhiễm gật gù, tốt, tốt, tốt. Trạng Nguyên Lang, một kế nối một kế, liên hoàn chặt chẽ, thật cao tay. Ta thua rồi, ta đầu hàng. Giang Tuyền lại lắc đầu, ta không chấp nhận sự đầu hàng của ngươi. Một đa nhiễm nghe xong biến sắc, ngươi có ý gì? Giang Tuyền ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, thủ lĩnh, phụ thân của ngươi chắc hẳn đã phái người từ một hướng khác vòng qua đây để cứu viện ngươi rồi đúng không mà lúc này binh lực ở kinh đô của các ngươi chắc cũng đã được điều động đến đây hết rồi chứ sắc mặt mục đa nhiễm càng nghe càng khó coi vội vàng nói với người bên cạnh mau truyền tin bảo viện quân quay về gian tuyền bình tĩnh nhìn không kịp nữa rồi ngay từ ngày đầu tiên ta đã phái năm vạn đại quân còn lại ở biên thành đến đó rồi nếu không thì bây giờ ta làm sao có thể nói chuyện với các ngươi được chứ Mục Đa Nhiễm nghe xong lạnh toát cả người, đây là đã sớm có dự mưu. Hóa ra ngay từ đầu mục tiêu của đối phương chính là Kinh Đô, chứ không phải hắn, Mục Đa Nhiễm. Hắn chỉ là một con mồi mà đối phương cố tình thả ra mà thôi. Vậy ngươi muốn thế nào? Cuối cùng Mục Đa Nhiễm nghiến răng hỏi. Giang Tuyền đáp, "Đợi đánh hạ Kinh Đô của các ngươi, bắt sống ngươi, còn đám thuộc hạ của ngươi, ta sẽ không trừ một ai." Giang Tuyền không lừa hắn, cũng thật sự nghĩ như vậy hắn không thể nào giữ lại một đám tù binh để nuôi tốn cơm. Giang Tuyền, ngươi không thể tà nhẫn như vậy, ngươi giết ta đi, tha cho thuộc hạ của ta. Một đa nhiễm chuyển sang van xin. Giang Tuyền lắc đầu, một đa nhiễm, có vài việc, ngươi và ta đều rõ trong lòng, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ tha cho thuộc hạ của ta sao? Một đa nhiễm nghe xong im lặng, quả thực, nếu bây giờ tình thế đảo ngược, hắn cũng sẽ làm giống như Giang Tuyền, sẽ không tha cho bất kỳ ai bên phía đối phương đây là chiến tranh giữa các dân tộc quốc gia, phi ta tộc loại, kỳ tâm tất dị. Có lẽ đã quy định không được ngược đãi tù binh, vậy ta không bắt sống ngươi là được rồi, còn rất nhiều cách để chôn sống ngươi. So với hành vi của quân địch trước kia, Giang Tuyền còn coi như là có lương tâm, trước kia quân địch chiến thắng, đồ thành là chuyện cơm bữa. Khoảng thời gian tiếp theo, một đa nhiễm không nói gì nữa, hắn biết nói nhiều cũng vô ích, cũng không còn ý định tìm cái chết nữa. Bởi vì nếu những gì Giang Tuyền nói là sự thật, hắn có liều chết cũng không thể thay đổi được kết cục. Thời gian trôi qua trong tuyệt vọng, mãi đến khi nghe thấy tiếng reo hò của đại quân bên ngoài, bọn họ mới hiểu, kinh đô của bọn họ đã bị đánh hạ, mà bọn họ, bây giờ như rễ cỏ vô định, trôi nổi bấp bên. Trực tiếp đánh hạ kinh đô địch, đây là đại thắng chưa từng có, dù sao thì trước đó không lâu bọn họ còn đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trong nháy mắt, Nam An quốc chấn động, tất cả mọi người đều bị vị tân trạng nguyên lan này làm cho kinh ngạc bảo ngươi đến để duy trì cục diện không phải bảo ngươi đánh hạ kinh đô đối phương trạng nguyên quả nhiên là trạng nguyên quả nhiên không thể dùng lẽ thường để suy đoán kinh thành trong phủ thái sư dương chí hùng vỗ bàn đứng dậy tốt 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 hiền tế hiền tế ta quả nhiên không nhìn lầm thái sư nhãn quan vẫn sắc bén như trước thuộc hạ bên cạnh vội vàng nịnh nọt dương chí hùng xua tay ngươi sai rồi ngay từ đầu ta đã bị tiểu tử này dắt mũi hắn từ khi đến kinh thành đã bắt đầu bày mưu tính kế cuối cùng còn lôi cả ta vào đại nhân không phải chứ nếu không đổ trạng nguyên đại nhân cũng sẽ không coi trọng hắn thuộc hạ nghi hoặc cho nên nói ngay từ đầu hắn đã tin tưởng mình sẽ đổ trạng nguyên cho nên mới bày mưu tính kế như vậy từng bước một đại tài dương chí hùng phân tích có thể thấy hôm nay tâm trạng hắn rất tốt nếu là ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều lời với thuộc hạ như vậy, đồng thời, trong hoàng cung, nam thần đế Long Nhan đại duyệt, vỗ án đứng dậy, tốt, 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 quả nhiên là trạng nguyên lan, quả nhiên đã giao cho trẫm một bản đáp án mỹ mãn. Chúc mừng bệ hạ, có được hiền thần. Thừa tướng Lục Cẩm Luân đứng bên cạnh chúc mừng. Ha ha ha, vẫn là thừa tướng có mắt nhìn người tốt. Đại công, đều là đại công, trọng thưởng. Nam thần đế cười lớn vất tay. Lục Cẩm Luân hành lễ tạ bệ hạ. Do dự một chút, Lục Cẩm Luân nói: đã chiến sự bên kia đã ngã ngủ, có nên triệu hồi bọn họ về không, bệ hạ? Thiên hạ thái bình, quân đội ngược lại sẽ trở thành nhân tố bất ổn. Nam Thần Đế nghe xong suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Thừa tướng nói đúng. Triệu hồi về đi. Vài ngày sau, Giang Tuyền và Đổng Tăng nhận được thánh chỉ triệu hồi trong Đại Doanh. Sau khi người truyền tin rời đi, Đổng Tăng do dự một chút tiến lên nói, tướng quân, chúng ta tạo phản đi, cáo chết chó săn mòn, chim cao hết bay cung cất dấu, nước địch tan mưu thần chết, khoảng thời gian qua, Đổng Tang đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Giang Tuyền, cũng coi Giang Tuyền như người mình, cho nên mới có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Giang Tuyền nghe xong chậm rãi quay đầu nhìn Đổng Tang, nhẹ giọng hỏi, nếu lần này người đi cùng không phải là ta, ngươi định tạo phản rồi đúng không? Đổng Tang cũng không che giấu, gật đầu, đúng vậy, lần trước bị triệu hồi, ta đã suy nghĩ rất nhiều rồi, Giang Tuyền nói, đã ngươi tin tưởng ta như vậy, ta cũng không thể hại ngươi. Ngươi có để ý kỹ không? Những thuộc hạ của ngươi, kỳ thực đều có ý đồ riêng, Đổng ta nghe xong biến sắc, sau đó lộ vẻ mặt sợ hãi, ý tướng quân là, bọn họ kỳ thực đã, Giang Tuyền gật đầu, đây là một cái bẫy, một khi rơi vào, sẽ vạn kiếp bất phục, cũng vừa hay là một cái cớ để xử lý ngươi, Đổng ta nghe xong vẻ mặt cũ rũ, nhưng lần này trở về, ta tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp, Giang Tuyền vỗ vai Đổng Tang, "Yên tâm, lần này ta tự có cách bảo vệ ngươi, ngươi tin ta thì cứ đi theo ta trở về, Đổng Tang suy." Nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu, "Tướng quân, ta tin tưởng ngươi." Giang Tuyền gật đầu đứng dậy, thu dọn đồ đạc, hồi kinh, cuối cùng, Giang Tuyền tuyên bố mệnh lệnh cuối cùng, "Tiếp tục bao vây một đa nhiễm, vây mà không đánh, lấy Tiêu Hao làm chủ, việc Giang Tuyền và Đổng Tang rời đi." lập tức khiến toàn quân đau buồn. Đương nhiên cũng có người khuyên bọn họ tạo phản, kết quả trực tiếp bị Giang Tuyền xử lý tội mưu phản, bởi vì người này rất có thể là bị người khác xúi dục. Trên quan đạo, một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến đến. Lúc này, rất nhiều người từ trong rừng lao ra, chặn đường đi của xe ngựa. Ai? Dám chặn xe ngựa của Trấn Quốc Đại Tướng Quân? Đỗng tan từ trong xe ngựa chui ra quát lớn. Những người đến đều mặc đồ trắng, trông giống như một đám thổ phỉ. Không một ai đáp lời Đổng Tang, tất cả cùng xông lên, đao kiếm bổ tới. Đổng Tang quả nhiên xứng danh là cựu trấn quốc đại tướng quân, lập tức rút kiếm nghênh địch. Nhất thời, cả đám hỗn chiến, mỗi một kiếm của Đổng Tang đều có thể chém gục một tên địch. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng Đổng Tang vẫn bị thương bởi loạn đao, ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn chúng vẫn chưa dừng tay. Tiếp tục xông lên, đao kiếm không ngừng, chém tới mức máu thịt be bét mới chịu thôi. Những kẻ khác thì đã vén rèm xe ngựa, nhưng bỗng nhiên phát hiện bên trong trống không. Trúng kế rồi, đi. Một tên khẽ nói, xoay người bỏ đi. Những kẻ khác thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Nhất thời, nơi đây chỉ còn lại một chiếc xe ngựa trống không cùng vài cổ thi thể. Trên một con đường đất gồ ghề, hai nam tử ăn mặc như kẻ ăn mày đang bước đi. Ta nói ngươi có thể giả vờ cho giống một chút không? Ngươi xem ngươi kìa, ung dung tự tại như vậy, chẳng giống kẻ ăn mày chút nào. Kẻ ăn mày hơi gầy gò phàn nàn. À, tướng quân, ta chưa từng làm ăn mày nên không có kinh nghiệm. Kẻ ăn mày hơi vạm vỡ gãi đầu nói. Không sai, hai người chính là Đổng Tang và Giang Tuyền. Giang Tuyền bất đắc dĩ thở dài, cũng đúng, kẻ ăn mày nào lại vạm vỡ như ngươi chứ? còn nữa sau này đừng gọi ta là tướng quân nữa ta không còn là tướng quân rồi sau này gọi ta là tiên sinh là được đổng tang đành gật đầu vâng tiên sinh gian tuyền từ hôm nay trở đi ngươi đổng tang đã chết từ nay ngươi đổi tên thành gian ái quân là thuộc hạ của ta đổng tang gật đầu minh bạch tiên sinh không sai lần này gian tuyền chính là để đổng tang giả chết để bảo vệ hắn không còn cách nào khác lần này đổng tang trở về chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, thiên hạ thái bình, cựu tướng quân sẽ trở thành cái gai trong mắt hoàng thượng. Còn Đổng Tang đã chết kia, là Giang Tuyền tìm quan viên Biện Châu, một thuộc hạ cũ của Dương Chí Hùng sinh một tử tù, cho người hóa trang một chút, ngụy tạo thành. Còn Đổng Tang lúc này cũng đã được Giang Tuyền hóa trang, hoàn toàn không nhìn ra hắn chính là cựu trấn quốc đại tướng quân Đổng Tang năm nào. Tiên sinh, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Hình như vẫn luôn có người muốn hại chúng ta đổng tan lại tò mò hỏi. Giang tuyền, kẻ muốn hại chúng ta là đương triều thừa tướng, ngươi có sợ không? đổng tan nghe xong ngẩn người, do dự. Chuyện này, vậy chẳng phải chúng ta, Giang tuyền vỗ vỗ vai hắn. Đừng sợ, có ta ở đây, hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi đi dừng dừng, đến Kinh Thành đã là một tháng sau. Vừa về đến nhà, Dương Thanh Huỳnh liền ra đón, trực tiếp ôm chầm lấy Giang tuyền. Họ đều nói xe ngựa của ngươi trên đường về bị người ta chặn giết, mấy ngày nay ta lo lắng lắm, Giang Tuyền nhẹ nhàng đẩy nàng ra, "Yên tâm đi, ta không sao." Sau đó Giang Tuyền đi thay quần áo, rồi vội vàng tiến cung phục mệnh. Đến đại điện, Giang Tuyền trực tiếp quỳ xuống, "Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế." "Bình thân." Nam thần đế Long Nhan đại duyệt, lớn tiếng nói. Giang Tuyền đau buồn nói, "Vi thần, không phụ thánh mệnh, đã thành công đánh lui quân địch. Chỉ là trên đường trở về xảy ra chút ngoài ý muốn." Đổng Tang bất hạnh bị người ta chặn giết mà chết, vì thần lúc trở về gặp chút sự cố, không cùng Đổng Tang tướng quân trở về, vì vậy không bảo vệ được hắn, vì thần có tội. Nam thần đế suy nghĩ một chút, cái chết của Đổng Tang ái khanh, trẫm cũng rất đau buồn, yên tâm, trẫm đã cáo thiên hạ, toàn quốc để tang. Còn truy phong cho Đổng Tang, mong ái khanh đừng tự trách, sau đó, thái giám tổng quản bên cạnh cầm thánh chỉ bước lên, gian tuyền ái khanh lâm trận quải soái, đánh lui quân địch, công chiếm thủ đô của chúng, lập đại công, phong làm tri phủ tỉnh thấm nam thưởng năm ngàn lượng hoàng kim ban hai bộ quan phục cùng các loại gấm vóc gian tuyền vội vàng bái tạ tạ hoàng thượng nam thần đế phẩy tay mong ái khanh mau chóng đến nhậm chức Giang tuyền vâng ra khỏi cung gian tuyền vội vàng về phủ thu dọn đồ đạc ngày hôm sau liền dẫn gia quyến đến tỉnh thấm nam nhậm chức chức tri phủ tỉnh thấm nam là quan tứ phẩm Giang tuyền có thể nói là trực tiếp vượt bốn cấp mà lên tối hôm qua gian tuyền sau khi về nhà thu dọn đồ đạc xong lại đi gặp nhạc phụ Dương Chí Hùng. Lần này hai người trò chuyện rất lâu, Dương Chí Hùng nói với Giang Tuyền, lần này Hoàng thượng đã quyết tâm nâng đỡ hắn lên cao vị, cho nên Giang Tuyền ở Thấm Nam hãy làm việc cho tốt, chờ đến lúc trở về nhất định còn được thăng thêm một cấp. Giang Tuyền lại hỏi việc bị điều đi Thấm Nam là do ai đề xuất, Dương Chí Hùng nói với hắn là Thừa Tướng. Ha ha ha, tiểu tử, kỳ thực Thừa Tướng rất coi trọng ngươi, ngươi xem nếu không phải hắn tiến cử ngươi đi trấn áp quân địch, làm sao ngươi có thể thăng tiến nhanh như vậy, Giang Tuyền nghe xong chỉ có thể đáp, vâng, thừa tướng đối với ta có đại ân, nhưng kỳ thực trong lòng Giang Tuyền đã một mảnh u ám. Nếu đây là ý của Hoàng thượng, vậy thì còn đỡ, nhưng lại là do thừa tướng tiến cử, vậy thì vấn đề lớn rồi. Thấm Nam, hẳn là có cái hố sâu nào đó đang chờ hắn. Trấn áp quân địch lần này kỳ thực rất nguy hiểm, chỉ là bị Giang Tuyền gặp chiêu nào hóa giải chiêu ấy. Nếu không phải trên đường đã giải quyết xong chuyện của Đổng Tang, hoặc là phía sau không trấn áp được đại quân, còn nếu như không trấn áp được quân địch, đánh bại trận, lúc trở về hoặc là nghe lời đổng tan mà tạo phản, hoặc là trên đường trở về không cẩn thận, những việc này chỉ cần một việc không làm tốt, thì Giang Tuyền lúc này đã là một cổ thi thể. Sau khi trò chuyện với Dương Chí Hùng xong, Giang Tuyền ngày hôm sau trên đường đến Thấm Nam trong lòng luôn u ám, không ngừng suy nghĩ về những chi tiết mấu chốt trong đó, hố sâu liên quan đến kinh tế hay chính trị? Hay là hãm hại? Rốt cuộc là cái gì, có lẽ, chỉ khi đến thấm nam, tất cả mới sáng tỏ. Thoát cái đã ba ngày trôi qua, Giang Tuyền rốt cuộc cũng đến thấm nam, và trực tiếp vào phủ nha. Trên đường đi, Giang Tuyền cũng tiện đường xem xét tình hình của toàn bộ thấm nam. Cảm giác của Giang Tuyền chính là hoang mang, vô cùng hoang mang. Bởi vì thấm nam phía nam giáp biển, mưa thuận gió hòa, sông ngòi giao nhau, là vùng đất nổi tiếng vì nhiêu. Thế nhưng dọc đường đi, Giang Tuyền cùng Gia Quyến gặp phải tình cảnh của bá tánh đều không tốt lắm, rất nhiều người ăn xin. Cho dù gặp được bá tánh làm ruộng, quần áo cũng rách rưới, khuôn mặt đầy vẻ sầu khổ. Điều này không phù hợp với những lời đồn đại về thấm nam, sự trái ngược cũng đại diện cho vấn đề, trong đó nhất định có điều mờ ám. Đến Phủ Nha, tình hình ở đây quả nhiên như Giang Tuyền dự đoán, một mảnh chết chóc, không có sinh khí. Cho dù gian tuyền, vị tân tri phủ này đến, cũng không gây ra bất kỳ gợn sóng nào cho bọn họ, chỉ đến bái kiến một cách tượng trưng, sau đó liền làm việc của mình. Giang tuyền cao mày nhìn tất cả những điều này, hắn lúc này mới hiểu, nước ở đây sâu đến mức nào. Những người này nếu không sợ hắn, vậy thì người đứng sau lưng bọn họ, chắc chắn sẽ không kém hơn hắn, Giang tuyền, cho nên mới dám ngang ngược như vậy. Giang tuyền sau khi nhậm chức, cũng không vội quản bọn họ mà điên cuồng xem xét tư liệu về các quan viên ở đây còn có tình hình tài chính của các địa phương sau đó hắn liền phát hiện các quan ở đây có thể nói là một khối sắt từng quan lại đều có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má với nhau sau khi điều tra vị tri phủ tiền nhiệm quả nhiên cũng có liên quan đến những người này hiện đã được điều về kinh thành điều đáng ngạc nhiên là sau khi được điều đi lại còn được thăng quan Giang Tuyền đau đầu, nói cách khác, chức tri phủ của hắn bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng, lời nói của hắn ở nơi này căn bản không có tác dụng, Dương Phụng Âm Vi, chắc chắn là chuyện thường ngày. Dương Phụng Âm Vi thành ngữ chỉ hành động bề ngoài tuân phục, nhưng trong lòng lại chống đối. Phải làm sao bây giờ? Giang Tuyền thật sự đau đầu. Đương nhiên, hắn cũng có thể không làm gì cả, mỗi ngày cứ sống qua ngày, đợi đến một thời điểm nhất định, được điều về kinh thành, vẫn có thể thăng quan nhưng đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng, thừa tướng Lục Cẩm Luân có thể đưa hắn đến đây, nói là không có cạm bẫy thì Giang Tuyền không tin. Bắt đầu từ đâu? Đây là một vấn đề lớn. Hai ngày sau, Giang Tuyền liên tục xem xét các loại thông tin liên quan đến tỉnh Thấm Nam. Cuối cùng, sau 4 năm ngày, Giang Tuyền phát hiện ra một số manh mối. Đó chính là vấn đề về thu nhập tài chính của tỉnh Thấm Nam, một vấn đề rất lớn. Thuế của dân chúng thì ở mức bình thường, nhưng thuế của thương nhân lại ít đến đáng thương, so sánh với các tỉnh khác, ít hơn hẳn một nửa. Nói là dân chúng khốn khó, không mua được đồ, kinh tế khó khăn, nên khiến việc buôn bán của thương nhân khó khăn, do đó kéo thuế xuống thấp. Nhưng làm sao Giang Tuyền có thể tin được, so với tỉnh mà hắn so sánh, tỉnh Thấm Nam giàu có hơn nhiều. Chỉ có một khả năng, quan thương cấu kết, số tiền dư ra, đều bị quan lại bỏ túi. Quan trọng nhất là, sổ sách của các thương gia như muối, khoáng sản, những loại hình quan thương này cũng có vấn đề. Quả nhiên là một cái hố lớn, nếu không giải quyết việc này, đến lúc bị điều tra, hắn, Giang Tuyền, chắc chắn sẽ bị liên lụy, hắn sẽ vì vậy mà mất đi cơ hội thăng tiến, thậm chí còn bị tống giam. Những ngày sau đó, Giang Tuyền bề ngoài tỏ ra không làm gì cả, dường như đã chấp nhận số phận, không hành động nữa. Thực chất, Giang Tuyền đã bí mật sai người đi tìm chứng cứ. Tình trạng này kéo dài suốt một tháng, khi tất cả chứng cứ đã được thu thập đầy đủ, Giang Tuyền lập tức ra lệnh bắt người. Vì vậy, Giang Tuyền còn nhờ nhạc phụ Dương Chí Hùng điều một số người của giám sát bộ đến, chỉ trong một ngày, đã bắt được hơn một ngàn người. Trong đó chắc chắn có những kẻ không phục, nhưng Giang Tuyền mặc kệ, trực tiếp ra lệnh xử trảm toàn bộ. Ngày hôm đó, toàn bộ tỉnh Thấm Nam có thể nói là máu chảy thành sông đồng thời Giang Tuyền cũng vì vậy mà đắc tội với một đám quyền quý ở Kinh Thành. Sau lần này, nhà môn tri phủ trống trơn, toàn bộ đều bị chém đầu. Sau đó, Giang Tuyền bắt đầu chỉnh đốn mạnh mẽ, giảm thuế, mở rộng đường buôn bán. Toàn bộ tỉnh Thấm Nam dưới sự chỉnh đốn mạnh mẽ của Giang Tuyền đã hồi sinh, kinh tế nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên, sau lần này, di chứng cũng xuất hiện, không chỉ bị các loại đàn hạt từ Kinh Thành, mà bên cạnh cũng thường xuyên xuất hiện sát thủ ám sát Giang Tuyền, khiến Giang Tuyền luôn trong trạng thái căng thẳng. May mà có Đổng Tang bảo vệ, nếu không Giang Tuyền cũng không biết mình chết như thế nào. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với đám người ở kinh thành. Có thể nói, mục đích của thừa tướng Lục Cẩm Luân đã đạt được. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 2 năm rưỡi trôi qua. Toàn bộ tỉnh Thấm Nam đã thay gia đổi thịt, thu nhập tài chính tăng gấp mười mấy lần so với trước kia mà lúc này nam thần đế xui xui nam tuần hành hành vừa hay đến tỉnh thấm nam lần này là do lục cẩm luân hiến kế để nam thần đế đến đây cho nên lục cẩm luân đương nhiên đi theo hộ giá lục ái khanh lần này xui nam tuần hành không thông báo cho giang ái khanh sao nam thần đế ngồi trong long liễn giọng nói truyền ra từ bên trong thừa tướng lục cẩm luân cưỡi ngựa đi bên cạnh long liễn bẩm báo khởi bẩm bệ hạ vẫn chưa kịp thông báo cho giang tri phủ không sao không cần thông báo cho hắn chúng ta tự mình đến là được đoàn người vừa vào tỉnh thấm nam liền dừng lại cũng xuống ngựa nghỉ ngơi sau đó nam thần đế bước ra khỏi long liễn cùng lão thái giám đi vào rừng cây phía sau không biết bao lâu sau vẫn chưa thấy nam thần đế trở về trong lòng lục cẩm luân không khỏi lo lắng bệ hạ vẫn chưa trở về e là đã xảy ra chuyện gì mau đi tìm lục cẩm luân vội vàng nói với thị vệ bên cạnh các thị vệ nghe vậy liền chạy về hướng nam thần đế biến mất để tìm kiếm kết quả khi trở về liền quỳ xuống trước mặt lục cẩm luân lục cẩm luân lập tức biến sắc thật là một lũ vô dụng nếu bệ hạ xảy ra chuyện gì ta sẽ hỏi tội các ngươi đồng thời trong lòng lục cẩm luân thực sự rất khó chịu vốn dĩ kế hoạch lần này là đưa hoàng thượng đến tỉnh thấm nam sau đó tìm người đóng giả bách tính khốn khổ để bôi nhọ gian tuyền tội danh làm giả tài chính kết quả còn chưa đến nơi nam thần đế đã bỏ đi khoảng thời gian này sự phát triển của thấm nam tỉnh chắc chắn hắn cũng đã thấy nếu để nam thần đế nhìn thấy vậy chẳng phải là tất cả kế hoạch của hắn đều đổ sông đổ bể sao đạo a đạo ngươi quả nhiên khó đối phó tuy nhiên lần đại mộng này ngươi nhất định sẽ bị nhốt lại mãi mãi sau đó lục cẩm luân lên ngựa dẫn người đi tìm nam thần đế mà lúc này nam thần đế đã thay thường phục cùng thái giám tổng quản cưỡi hai con ngựa đến một con phố lớn trong huyện thành nhìn con phố phồn hoa những ngôi nhà nguy nga xung quanh nam thần đế không khỏi sáng mắt đổng thanh huyện thành này so với những nơi trước kia thấy thế nào hồi lão gia huyện thành này rõ ràng khang trang hơn rất nhiều thái giám tổng quản đổng thanh vội vàng đáp đi thôi chúng ta đến các huyện khác xem thử khó khăn lắm mới ra ngoài được đi dạo nhiều một chút nam thần đế nói xong liền quay ngựa rời đi thời gian sau đó hai người đi qua rất nhiều huyện ăn rất nhiều món ngon gặp rất nhiều mỹ nữ đồng thời cũng nghe được rất nhiều lời đồn đại về tri phủ gian tuyền hầu như từ miệng mỗi người đều nghe được một câu từ khi tri phủ đại nhân đến cuộc sống mới tốt lên những lời khen ngợi nghe được trên đường khiến nam thần đế không khỏi cảm thán gian ái khanh quả nhiên là trạng nguyên người có tài đức mỗi lần hắn đều giống như thi đình giao cho trẫm một bản đáp án mỹ mãn một tháng sau hai người đi đến nha môn tri phủ tỉnh thấm nam sau đó trực tiếp lấy lệnh bài đi vào lúc này giang tuyền đang xem sách suy nghĩ vấn đề tên tiểu đồng đứng bên cạnh nhìn thấy nam thần đế đi vào định lên tiếng nhắc nhở nhưng lại nhìn thấy lệnh bài trên tay đổng khanh và động tác suyệt của nam thần đế nên không dám lên tiếng nam thần đế nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giang tuyền từ phía sau nhìn xem giang tuyền đang làm gì Lúc này, Giang Tuyền đang làm quy hoạch sông ngòi. Tỉnh thấm nam mưa thì nhiều đấy, nhưng cứ đến mùa mưa lại phải đối mặt với uy hiếp đến từ bão, sau đó là lũ lụt. Mỗi năm đều vì vậy mà tổn thất nặng nề, cho nên Giang Tuyền phải làm quy hoạch sông ngòi, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng chống bão lụt năm nay. Viết vẽ hồi lâu, cuối cùng mới quyết định gọi, "Tiểu phu." Triệu tập các vị huyện lệnh, phó huyện lệnh đến họp, nhưng phía sau không có hồi âm. Giang Tuyền theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn thấy nam thần đế đứng phía sau, vừa ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau. Giang Tuyền vội vàng đứng dậy, quỳ xuống hành lễ, vi thần Giang Tuyền, tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng giá lâm, chưa kịp nghênh giá, xin hoàng thượng thứ tội, Giang Ái Khanh mau mau miễn lễ. Nam thần đế mỉm cười đỡ Giang Tuyền dậy. Giang Tuyền đứng dậy, không biết bệ hạ lần này giá lâm, là vì chuyện gì, nam thần đế, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là muốn đến xem thấm nam thay đổi ra sao. Xem ái khanh trị lý như thế nào, giang tuyền, vi thần bất tài, chưa thể trị lý tốt thấm nam. Nam thần đế, ái khanh, ngươi đã giao cho trẫm một bản đáp án hài lòng rồi. Quay về, trẫm sẽ để ngươi hồi kinh, giang tuyền, tạ ơn bệ hạ, quân thần lại hàng huyên một lúc, nam thần đế và lão thái giám lại lặng lẽ rời đi, như chưa từng đến. Ngày hôm sau, thừa tướng lục cẩm luân đến giang tuyền bất đắc dĩ phải ra nên đón tri phủ thấm nam giang tuyền bái kiến thừa tướng lục cẩm luân ngồi trên lưng ngựa từ trên cao nhìn xuống giang tuyền ánh mắt lóe lên tia sáng khó lường giang tri phủ bệ hạ có phải đã đến đây giang tuyền hồi thừa tướng vừa mới rời đi không lâu lục cẩm luân gật đầu ngươi trị lý thấm nam không tệ quay về ta sẽ tấu lên bệ hạ điều ngươi hồi kinh Giang Tuyền không biết tên này lại muốn đào hố gì cho mình, hiện tại vẫn chưa có vốn liếng để đối đầu với hắn, bề ngoài vẫn phải tiếp tục diễn, vội vàng hành lễ nói, tạ ơn thừa tướng, Lục Cẩm Luân gật đầu, vậy ta đi tìm bệ hạ trước, nói xong, hắn quay ngựa rời đi, sắc mặt âm trầm. Lần này tất cả kế hoạch đều bị Giang Tuyền hóa giải, trước hết là thấm nam vốn là một khối sắt. Ban đầu hắn tưởng rằng Giang Tuyền đến đây sẽ không dám đắc tội với những quyền quý ở Kinh Thành, sẽ từ từ mưu tính đến lúc đó hắn đột nhiên ra tay đem tất cả những rắc rối mà vị tri phủ tiền nhiệm để lại đổ hết lên đầu gian tuyền trực tiếp khiến hắn thân bại danh liệt nhưng kết quả tên này lại không làm theo lẽ thường vừa đến đã ra tay chém đứt lật đổ cả khối sắt kia sau đó hắn ra tay để quan viên kinh thành đàn hạc gian tuyền nhưng nam thần đế lại không hề lay chuyển ngược lại còn mặc cho gian tuyền thi triển lục cẩm luân lập tức hiểu ra nam thần đế muốn nâng đỡ gian tuyền cuối cùng là để kiềm chế mình sau đó hắn lại thiết kế dụ nam thần đế ra ngoài còn tìm người chuẩn bị diễn một vở kịch lớn cho nam thần đế xem kết quả không ngờ nam thần đế lại bỏ đi giữa chừng việc này trực tiếp phá hỏng tất cả kế hoạch của lục cẩm luân là ai đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của nam thần đế thái sư sao hắn nhớ trước khi nam thần đế rời đi đã từng đi gặp thái sư dương chí hùng sau khi lục cẩm luân rời đi mọi việc vẫn như thường một tháng sau giang tuyền nhận được thánh chỉ triệu hồi về kinh nhậm chức tả đô ngự sử đô sát viện quan chính tam phẩm trở về kinh nhậm chức giang tuyền rốt cuộc cũng có chút thực lực để đối đầu với thừa tướng lục cẩm luân vì vậy việc đầu tiên hắn làm chính là điều tra một số thế lực của lục cẩm luân không điều tra thì không biết vừa điều tra đã giật mình toàn bộ triều đình bao gồm cả quan địa phương cơ bản đều là thế lực của Lục Cẩm Luân. Chỉ có vài người đặc biệt không phải, ví dụ như thái sư, thái phó, thái bảo. Hiện tại Giang Tuyền đã biết vì sao Nam Thần Đế và Lục Cẩm Luân ra ngoài lại phải lặng lẽ bỏ đi, đi cùng với loại người một tay che trời này, làm sao có thể nhìn thấy được những thứ chân thực nhất. Hơn nữa, Giang Tuyền mơ hồ đoán được suy nghĩ của Nam Thần Đế, có lẽ hắn muốn nâng đỡ mình để kiềm chế Lục Cẩm Luân đổi lại là hoàng đế nào đối mặt với loại quyền thần một tay che trời này, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Sau đó, Giang Tuyền đi gặp Thái Bảo và Thái Phó, và nhận được sự ủng hộ của bọn họ. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do Giang Tuyền đã đến bái phỏng trước kỳ thi lớn, khiến bọn họ ấn tượng sâu sắc với Giang Tuyền, thêm nữa hắn là con rể của Thái Sư Dương Chí Hùng, cho nên đều đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ. Vài ngày sau, trên buổi chầu sớm, Giang Tuyền trực tiếp tấu trình với Nam Thần Đế, đề xuất phương án cải cách. Kỳ thực cải cách hay không cũng không quan trọng, quan trọng là mượn cơ hội này để cắt giảm thế lực của Lục Cẩm Luân. Lục Cẩm Luân đương nhiên là người đầu tiên đứng ra phản đối, hơn nữa triều đình ngoại trừ Tam công ra đều bày tỏ sự phản đối, lý do là hiện tại thiên hạ thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp, không cần thiết phải cải cách. Tuy nhiên, Giang Tùy ngay sau đó liền nói ra thực trạng dân sinh lầm than hiện nay, một mình chất vấn tất cả đại thần trong triều, cái gọi là an cư lạc nghiệp của các ngươi rốt cuộc là trạng thái gì? các đại thần bị giang tuyền chất vấn đến mức á khẩu không trả lời được. Mà lúc này, Tam Công đứng ra bày tỏ ủng hộ giang tuyền. Nam thần đế thấy tình hình như vậy, cuối cùng tỏ ý có thể để giang tuyền thử xem. Sắc lệnh cải cách vừa ban ra, lập tức toàn bộ quan viên Nam An Quốc đều hoảng sợ. Lần này Giang Tuyền ra tay cũng rất tàn nhẫn, chỉ cần bắt được điểm yếu, đều xử lý hết, đồng thời Giang Tuyền lại nâng đỡ người của mình lên. Chỉ trong vòng một tháng, thế lực của Lục Cẩm Luân đã bị cắt giảm một nửa. Còn những kẻ còn lại trong triều, Giang Tuyền không động được, nhưng cũng khiến bọn họ trở thành cái vỏ rỗng. Tiếp theo, Giang Tuyền và Lục Cẩm Luân liên tục đấu đá, trên triều đình đấu đến mức nước sôi lửa bỏng. Nam Thần Đế cũng rất vui khi thấy cảnh này, cho nên mỗi lần Giang Tuyền hơi yếu thế, hắn sẽ giúp đỡ một chút, để Giang Tuyền luôn có thể đối đầu với Lục Cẩm Luân. Cứ như vậy kéo dài suốt hai năm, Giang Tuyền thăng lên thiếu sư chính nhị phẩm, quyền lực càng lớn. Ba năm sau, Giang Tuyền thăng lên tả thừa tướng. Mà mấy năm nay, hắn và Lục Cẩm Luân có thể nói là đấu đến mức ngươi sống ta chết, đủ loại âm mưu quỷ kế ngươi lai ta vãn. Thành ngữ chỉ sự qua lại, trao đổi lẫn nhau, thường dùng trong ngữ cảnh giao tranh, đấu đá. Hiện tại trên triều đình, đã hình thành hai phe phái, một phe là do hữu tướng Lục Cẩm Luân đứng đầu, một phe là do tả tướng Giang Tuyền đứng đầu hai phe phái trên triều đình thường xuyên tranh đấu. Hiện tại nam thần đế càng buông tay mặc kệ bọn họ, mặc cho hai người liên tục đấu đá. Tan chầu, Lục Cẩm Luân và Giang Tuyền cùng nhau đi ra ngoài. Lục Cẩm Luân vừa đi vừa nói, xem ra, ta vẫn đánh giá thấp ngươi, có thể từ trong vòng vây của ta mà thoát ra, cuối cùng còn ngang hàng ngang vế với ta, Giang Tuyền, ta chỉ là mượn sự phong tỏa của ngươi, mới có thể leo lên nhanh như vậy, sự thật là, Lục Cẩm Luân đã thiết lập thế lực của mình trong giấc mơ quá mạnh, cũng chính vì quá mạnh nên đã gây ra bất mãn cho Nam Thần Đế, vì vậy mới tạo cơ hội cho Giang Tuyền. Mà với tư cách là một quyền mưu chi thần, Lục Cẩm Luân khinh thường việc tự thiết lập ngoại lực cho mình ở đây, hắn chỉ muốn dựa vào quyền mưu nguyên thủy nhất để đấu với Giang Tuyền, đánh bại Giang Tuyền. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm được. Hai người vừa đi vừa nói chuyện ra khỏi cung. Vài ngày sau, Đổng Tăng đột nhiên thông báo cho Giang Tuyền, có thuộc hạ cũ liên lạc với hắn, đại quân đột nhiên bí mật tiến về phía Bắc. Giang Tuyền giật mình, trong đầu bỗng nhiên thông suốt, người của quân đội cũng là của Lục Cẩm Luân. Đổng Tăng nghe xong thì sợ hãi không thôi, đại nhân, may mà năm đó chúng ta không tạo phản, nếu không chắc chắn đã chết không biết như thế nào rồi, Giang Tuyền, năm đó ta đã nhìn ra manh mối, cho nên mới ngăn cản ngươi, Đổng Tăng, vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? có cần bẩm báo hoàng thượng không, Giang Tuyền xua tay, trước cứ mặc kệ, giả vờ như không biết, đến lúc đó vừa hay có thể nắm được nhược điểm của lục cẩm luân. Động tan, nhưng đến lúc đó đại quân đến nơi, Kinh Thành e rằng không có cách nào chống đỡ, Giang Tuyền, không sao cả, vài ngày sau, đại quân áp sát, bao vây toàn bộ Kinh Thành. Lục Cẩm Luân đứng ở ngoài Kinh Thành, phía sau là mấy chục vạn đại quân. Giang Tuyền đứng trên tường thành, khoanh tay lặng lẽ nhìn hắn. Đạo, ngươi chung quy vẫn không ngờ tới ta sẽ làm như vậy." Lục Cẩm Luân đắc ý nói. Giang Tuyền nghi hoặc, "Kỳ quái, ngươi nếu đã được quân đội ủng hộ, vì sao không sớm tạo phản?" Lục Cẩm Luân, "Ta cần ngươi, cần ngươi phối hợp với ta." Giang Tuyền kinh ngạc, "Ta?" Lục Cẩm Luân gật đầu, "Ngươi nắm giữ ám vệ của thái sư, vì thời có thể biết được động tĩnh của đại quân, hơn nữa ngươi từng thống lĩnh những tướng lĩnh này, lại thêm cả động Tang ở bên cạnh ngươi." cho nên ngươi nhất định có thể tiếp được tin tức về động tĩnh của đại quân. Nếu như trước đây, ngươi chắc chắn sẽ không. Chút do dự bẩm báo hoàng thượng, như vậy kế hoạch này sẽ tan thành mây khói, nhưng nay đã khác xưa, ngươi đã cùng ta ngang hàng, hiện tại ngươi, trong lòng đã nôn nóng, ngươi muốn nhanh chóng phá cục của ta, cho nên ngươi gấp rút muốn nắm được thóc của ta, mà lần này, sẽ là một cơ hội ngàn năm có một, ngươi sẽ không bỏ lỡ. Giang tuyền gật đầu, ngươi dự liệu không sai, ta quả thực có ý nghĩ này, Lục Cẩm Luân cười lớn, ha ha ha, nhưng đã không còn ý nghĩa nữa rồi, bởi vì một khi ta chính biến hoàn thành, giết chết Nam Thần Đế, ta chính là tân hoàng đế, ngươi nhất định thất bại. Giang Tuyền Hiếu Kỳ nhìn Lục Cẩm Luân, ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn? Hoàng thượng đang ở trong thành, sắc mặt Lục Cẩm Luân biến đổi sau khi nghe xong, không thể nào, không thể nào, hôm qua Lâm Triều hắn còn ở đó, Giang Tuyền. Ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn? Những gì ngươi nhìn thấy là thật. Lục Cẩm Luân giơ tay chỉ Giang Tuyền, ngươi lừa ta truyền quân lệnh của ta công thành lục cẩm luân vung tay áo lớn tiếng nói xông lên ầm ầm trong nháy mắt đại quân hùng dũng ào ào xông tới phát ra tiếng vang chấn động màng nhĩ cuồn cuộn bụi mù bốc lên ầm ầm cự một công thành nặng nề dưới sự khiên vác của một nhóm binh lính va vào cửa thành phát ra từng tiếng ầm ầm toàn bộ kinh thành dưới cự một công thành này dường như trở nên lung lay sắp đổ ầm đá tảng do máy bắn đá ném ra đập vào tường thành bên cạnh, phát ra tiếng vang dữ dội. Đổng Tang vội vàng kéo Giang Tuyền né sang một bên. Đi, Đổng Tang mau đi. Đến Bắc Môn. Giang Tuyền gầm lên, vâng, tiên sinh. Đổng Tang đáp một tiếng, kéo Giang Tuyền chạy ra ngoài, hướng Bắc Môn bỏ chạy. Không lâu sau khi bọn họ rời đi, cửa thành hoàn thành bị phá vỡ, đại quân nối đuôi nhau tiến vào quân đội trấn thủ kinh thành vốn đã không nhiều, về số lượng, căn bản không thể so sánh với quân đội công thành, chỉ vài hiệp giao tranh, quân thủ thành đã bị giết đến mức tan tác, còn sót lại không nhiều, chạy tán loạn khắp thành. Giang tuyền đâu? Tìm hắn cho ta, giết hắn, lục cẩm luân sau khi vào thành, việc đầu tiên chính là tìm kiếm bóng dáng Giang tuyền, nhưng làm sao còn tìm được nữa? Bẩm báo chủ công, Giang tuyền vừa chạy về hướng Bắc Môn. Một binh sĩ bẩm báo. Lục Cẩm Luân, truy đuổi cho ta, giết hắn, một nhóm binh sĩ nghe xong lập tức đuổi theo hướng Bắc Môn. Lục Cẩm Luân nhìn về hướng Bắc Môn, khẽ nói, "Đạo, ngươi cuối cùng vẫn bị vây khốn ở đây, lần này không ra được, luôn hồi sau, ta cũng sẽ không để ngươi ra ngoài, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp trong thế giới đại mộng này cùng ta đấu trí đấu dũng." Sau đó, Lục Cẩm Luân bảo thuộc hạ lấy một con chiến mã, cưỡi ngựa hướng Bắc Môn mà đi. Lúc này Đổng Tang và Giang Tuyền đã đến cửa Bắc Môn nhưng cửa lớn đóng chặt, bởi vì bên ngoài kỳ thực cũng luôn có quân đội bao vây. Động tan thở hỗn hển nói, tiên sinh, không được, bên ngoài có quân đội, chúng ta ra ngoài chính là đi chịu chết. Giang Tuyền nhìn cửa thành đóng chặt khẽ nói, chờ thôi, chờ đợi hồi lâu, không thấy cửa thành mở ra, ngược lại chờ đến lục cẩm luân cưỡi chiến mã cùng một đội binh sĩ. Ha 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 ha, đạo, cùng đường mạc lộ rồi chứ. Lục cẩm luân cười lớn đi về phía Giang Tuyền. Giang Tuyền không để ý tới hắn, mà quay đầu nói với Đổng Tang, đi mở cửa thành. Đổng Tang không chút do dự, vội vàng đi mở cửa thành. Lục Cẩm Luân thấy vậy không khỏi cười nói, nếu như ngươi mở cửa thành chạy trốn trước khi ta đến, còn có khả năng chạy thoát. Dù sao binh lính ở Bắc Môn Kỳ Thực đã bị ta điều đến Nam Môn Công thành rồi, nhưng bây giờ sao, ngươi chạy không thoát, ngươi nghĩ ngươi có thể chạy nhanh hơn chiến mã của ta sao? Nói xong, Lục Cẩm Luân đưa tay về phía binh sĩ bên cạnh. Binh sĩ thấy vậy vội vàng đưa một thanh đao cho lục cẩm luân. Sắc mặt Giang Tuyền không chút sợ hãi, bình tĩnh nói, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta muốn chạy, lục cẩm luân nghe xong sững sờ, ngươi có ý gì, sau đó hắn mặc kệ, giật dây cương, cưỡi ngựa hướng Giang Tuyền lao tới, trong tay nắm chặt trường đao. Giang Tuyền thấy vậy không thể không lùi về phía sau. Mà lúc này lục cẩm luân đột nhiên tăng tốc, xông về phía Giang Tuyền, khi sắp đến gần, giơ đại đao hướng giang tuyền chém xuống lúc này giang tuyền đã tránh không kịp sắp sửa bỏ mạng nơi hoàng tuyền về choan đúng lúc này một mũi tên đột nhiên bay tới bắn trúng đao trong tay lục cẩm luân lực đạo mạnh mẽ khiến tay lục cẩm luân không vững trường đao bay ra ngoài ai lục cẩm luân đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài thành mà lúc này nơi đó đang đứng một người trung niên tay cầm cung tên lưng đeo ống tên Lục Cẩm Luân nhìn chằm chằm người tới, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nam An đệ nhất cung thủ, Trương Toàn." "Không đúng, ngươi không phải ở Bắc quân sao?" "Sao lại ở đây?" Người trung niên bên ngoài được gọi là Trương Toàn mỉm cười, bởi vì ta đi theo Bắc quân tới đây, sắc mặt Lục Cẩm Luân kịch biến, không thể nào, Bắc quân sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? "Không thể nào, bởi vì là trẫm đích thân đi điều tới, lúc này, trong cửa thành hai đội binh sĩ nối đuôi nhau tiến vào bảo vệ một con đường, sau đó nam thần đế khoát chiến giáp, chậm rãi bước vào. Giang tuyền và động tan vội vàng hành lễ, tham kiến bệ hạ, lục cẩm luân nhìn người tới, cả người đều ngây ra, không thể nào, không thể nào, hôm qua rõ ràng ngươi còn đang lâm triều, sao có thể nhanh như vậy, nam thần đế đi đến bên cạnh giang tuyền, đích thân đỡ hắn dậy. Mà giang tuyền thì đắc ý nhìn lục cẩm luân, nếu như ta nói, người lâm triều trong hoàng cung là giả thì sao, lục cẩm luân lập tức kinh hãi còn có thao tác này. Nói cách khác, cho dù bọn họ đánh vào hoàng cung, cuối cùng giết chết cũng chỉ là một hoàng đế giả, hắn vĩnh viễn không thể làm hoàng đế. Giang Tuyền, kỳ thực ta phát hiện ra động tĩnh của đại quân còn sớm hơn cả động tang, cho nên đã bí mật bẩm báo hoàng thượng, để không khiến ngươi cảnh giác, ta và hoàng thượng đã bày ra màn kịch này, mục đích chính là dụ ngươi mắc câu, lục cẩm luôn ngồi trên lưng ngựa, cả người đều suy sụp, dường như trong nháy mắt đã mất hết sức lực. Ha ha ha, ta đã tính sót, chung quy ta vẫn thua. Lục Cẩm Luân có chút điên cuồng nói. Người đâu, bắt lại. Nam thần đế hô lên. Sau đó, từng đoàn từng đoàn binh sĩ tràn vào cửa thành, bao vây Lục Cẩm Luân cùng một đám binh sĩ ở giữa. Lục Cẩm Luân bọn họ trực tiếp từ bỏ chống cự, bị khống chế. Giang Tuyền yên lặng nhìn Lục Cẩm Luân đang bị khống chế, khẽ nói, nên kết thúc rồi, nhưng mà, cho đến khi bắt quân áp giải Lục Cẩm Luân đến Hoàng Cung, khiến tất cả quân phản loạn đầu hàng, từ đầu đến cuối, Giang Tuyền vẫn chưa ra ngoài. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao lật đổ được lục cẩm luân rồi mà vẫn chưa thể thoát ra? Lẽ nào cái bẫy này vẫn chưa bị phá giải? Thế nhưng, mãi cho đến khi bình định xong quân phản loạn, lục cẩm luân bị xử trảm, Giang Tuyền vẫn không thể thoát ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Giang Tuyền hoang mang, bất giác tỉ mỉ hồi tưởng lại từng chi tiết trên con đường đã qua. Thực ra con đường này đi không hề dễ dàng, cái bẫy này, ngay từ đầu đã đầy rẫy sát cơ. Đặc biệt là sau khi thi đổ, khi đó kỳ thực đã khiến Lục Cẩm Luân chú ý, nếu lúc ấy hắn không mượn sự che chở của Thái Sư Dương Chí Hùng, e rằng đã bị ám hại từ lâu rồi. Nói Dương Chí Hùng gả con gái cho hắn là ý của Dương Chí Hùng, chi bằng nói đó là gian Tuyền cố ý sắp đặt, hắn cần mượn thế lực của Dương Chí Hùng để bảo vệ bản thân. Về sau bị lâm trận phong xoái, có lẽ cũng là kế sách bất đắc dĩ của Lục Cẩm Luân, bởi vì Giang Tuyền ở trong kinh thành, vẫn luôn nằm dưới sự che chở của Dương Chí Hùng, hắn không tìm được cơ hội ra tay với Giang Tuyền. Sau đó cũng đều là trùng trùng sát cơ, đều bị Giang Tuyền lần lượt hóa giải. Thế nhưng, Lục Cẩm Luân đã chết, vẫn không phá được cái bẫy này, vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Chờ đã, Giang Tuyền đột nhiên nhớ lại một chi tiết, sau đó vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trở về nhà, Giang Tuyền chắp tay sau lưng đứng trong sân, nhìn hoa cỏ phía trước, hồi lâu không nói. Tiên sinh, ta tới rồi. Đổng Tang đi tới, chấp tay hành lễ với Giang Tuyền. Giang Tuyền nói, Đổng Tang, tính ra, chúng ta quen biết cũng đã gần 10 năm rồi. Đổng Tang tiếp tục chấp tay gật đầu, vâng, tiên sinh, gần 10 năm rồi. Nghĩ lại những ngày tháng kề vai chiến đấu năm xưa, cứ ngỡ như mới hôm qua, Giang Tuyền nói, mười mấy năm nay, ngươi vất vả rồi, ngươi đã cứu ta không biết bao nhiêu lần, mười mấy năm nay, Giang Tuyền gặp phải không biết bao nhiêu lần ám sát, phần lớn đều là Đổng Tang Liều mình cứu giúp. Đổng Tang đáp: "Nếu không có tiên sinh, ta, Đổng Tang không sống được đến bây giờ." Giang Tuyền nhìn lên trời, lại đột nhiên lên tiếng: "Đổng Tang, cái bẫy này, kỳ thực ngươi đã hóa thân thành hai người phải không? Một là Lục Cẩm Luân, một là ngươi bên cạnh ta." Đổng Tang nghe xong kinh ngạc, vẻ mặt ngây ngốc: "Tiên sinh đang nói gì vậy?" "Sao ta nghe không hiểu?" Lúc này một đám binh lính đột nhiên ùa vào, bao vây Đổng Tang. Giang Tuyền đột ngột xoay người nhìn Đổng Tang, "Quyền Mưu, thật là tính toán kỹ lưỡng. Nếu không phải lúc cuối cùng Lục Cẩm Luân xông tới giết ta, ngươi lại lạnh lùng đứng nhìn, ta e rằng vĩnh viễn cũng không nhìn ra, vĩnh viễn bị ngươi giam cầm trong này." Đổng Tang nghe xong đảo mắt, sau đó đột nhiên cười, "Ta vốn tưởng rằng tất cả đã là định số, nên lúc đó mới không diễn nữa, ngược lại để lộ sơ hở, đúng vậy." ta phải thừa nhận, lần này, ta quả thực có rất nhiều chỗ tính toán sai lầm, nhưng ngươi tuy phá được cái bẫy này, nhưng ở trong tam thiên đại thế giới, chúng ta nhất định sẽ còn giao đấu, ta chờ ngươi, Giang Tuyền gật đầu cười nói, ta cũng rất mong chờ, giết đi. Giang Tuyền khẽ nói một tiếng, sau đó chắp tay đứng yên lặng nhìn. Còn về việc vì sao Đổng Tang trước đó lại cứu hắn nhiều lần như vậy, mà không trực tiếp để mặt hắn chết. Nếu không cứu, sẽ không thể lấy được lòng tin của Giang Tuyền, hơn nữa cho dù không có đổng tang, cũng sẽ có một đổng tang khác bảo vệ Giang Tuyền, bởi vì bên cạnh Giang Tuyền không chỉ có một mình đổng tang bảo vệ. Dù sao năm đó lúc hắn vừa ra khỏi kinh thành, Dương Chí Hùng đã đưa lệnh bài ám vệ cho Giang Tuyền. Với tính cách cẩn thận của Giang Tuyền, làm sao có thể không điều người đến bảo vệ mình. Dưới lưỡi đao của binh lính, đầu đổng tang rơi xuống đất, cảnh vật xung quanh lúc này cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Giang Tuyền đột nhiên nhìn thấy một người bưng điểm tâm đi về phía hắn, đó là Dương Thanh Huỳnh, thê tử của Giang Tuyền trong giấc mộng này. Lúc này, Dương Thanh Huỳnh bưng đồ dừng lại trước mặt Giang Tuyền, để trên tay rơi xuống đất. Thế nhưng, trên mặt Dương Thanh Huỳnh lại vô cùng bình tĩnh, cứ như vậy lặng lẽ nhìn Giang Tuyền, khẽ nói, ngay từ đầu, ta đã biết, ngươi không thuộc về thế giới này, Giang Tuyền, đừng quên ta. Xin lỗi. Giang Tuyền khẽ nói, có lẽ, trong giấc mộng này, người duy nhất hắn có lỗi chính là Dương Thanh Huỳnh. Hắn vì mượn thế lực của Dương Chí Hùng mà cưới Dương Thanh Huỳnh, nhưng lại chưa từng chạm vào nàng, coi như là lợi dụng Dương Thanh Huỳnh. Nhưng Dương Thanh Huỳnh thì sao? Là đại tiểu thư phủ thái sư, từ đầu đến cuối, nàng không hề có bất kỳ oán trách nào, không hề gây sự với Giang Tuyền. Điều này ngược lại khiến Giang Tuyền càng thêm ấy nấy. Thế nhưng Dương Thanh Huỳnh Trung Quy vẫn là người trong mộng, Giang Tuyền chỉ đành đè nén đổi ấy nấy trong lòng. Cảnh vật xung quanh biến đổi, Giang Tuyền từ từ mở mắt. Đối diện, Trung Ly cũng chậm rãi mở mắt. Chủ nhân, đa tạ, nếu lần này người không vào đó, ta e rằng vĩnh viễn cũng không ra được. Giang Tuyền xua tay, ngươi vì cứu ta mà bị nhốt, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn, đa tạ chủ nhân, ta đã không đi theo nhầm người. Trung Ly chân thành nói. Giang Tuyền đứng dậy, đi thôi. Nhanh chóng đi tìm lão Bạch, cũng không biết hắn thế nào rồi, Trung Ly gật đầu, vương móng vuốt đỡ Giang Tuyền, bay xuống lòng đất. Đối với việc trở về thế giới ban đầu, Giang Tuyền và Trung Ly đã quen thuộc, rất nhanh thân ảnh hai người xuất hiện trong hư không của thế giới ba chiều. Giang Tuyền nhắm mắt cảm ứng vị trí của lão Bạch, chỉ hướng cho Trung Ly, bên kia, Trung Ly gật đầu, vội vàng bay về hướng Giang Tuyền chỉ. Rất nhanh, đến một tinh cầu hoang vu, và tìm thấy lão bạch chỉ còn trơ lại cán quạt. Hai, Lão bạch, thật xin lỗi, mỗi lần đều để ngươi bị thương nặng như vậy. Giang tuyền không khỏi khẽ nói. Sau đó, Trung Ly mang theo Giang tuyền trở về bên ngoài Trung Ly tiên giới, không chút do dự, trực tiếp bay vào trong. Vào trong rồi Giang tuyền và Trung Ly mới phát hiện, tuy rằng bọn họ ở trong đại mộng thế giới mười mấy năm, nhưng bên ngoài dường như chưa trôi qua bao lâu, bởi vì lúc này phi thiên tiên giới mới dung hợp hoàn toàn với Trung Ly tiên giới mà lúc bọn họ trở về hai tiên giới đang trải qua đại chiến tính ra kỳ thực số lượng tiên nhân của bàn quốc không thể so sánh với phi thiên tiên giới hơn nữa phi thiên tiên giới còn có bạch chủ và phật chủ hai vị tiên đế tọa trấn tuy nhiên bàn quốc cũng không hề nao núng bởi vì có diệp phàm và hồ ba nhị hai vị bán thần trực tiếp trấn áp toàn trường hơn nữa bọn họ cũng đã nói rõ với bạch chủ và phật chủ thanh đế là do bọn họ giết hai người vừa xuất hiện liền nói thẳng một câu, tiên nhân không được ra tay, nếu không bọn họ cũng sẽ bất chấp mặt mũi mà ra tay. Vì vậy, không còn cách nào khác, chỉ có thể so tài bằng thực lực phàm tục. So tài phàm tục, vốn dĩ phi thiên tiên giới bên kia không hề lo lắng, nhưng khi đối phương xuất hiện lượng lớn chiến cơ cùng các loại mẫu hạm bay ra, bọn họ hoảng sợ. Số lượng mẫu hạm đó cực kỳ to lớn, hơn nữa còn có tu sĩ độ kiếp bảo vệ. Mỗi mẫu hạm đều được trang bị hàng chục hàng trăm chiến cơ, bay ra chính là một trận oanh tạc cuồng loạn, đánh cho phi thiên tiên giới choáng váng. Trên mặt đất cũng không hề đơn giản, xe tên lửa, xe tăng dày đặc trực tiếp tiến tới. Từng có một tu sĩ đổ kiếp không tin tà, muốn thử uy lực của tên lửa, liền cứng rắn hứng chịu một quả tên lửa, kết quả thử là chết, cái gì cũng không còn. Cần biết loại tên lửa này là thành quả đột phá mới nghiên cứu của Tiêu Ngôn mỗi quả đều được trang bị một lò phản ứng tiên khí loại nhỏ, chỉ cần nổ tung, quy lực tỏa ra giống như toàn lực nhất kích của một tiên nhân tiểu tiên kỳ, hắn một tu sĩ độ kiếp sau có thể chịu đựng nổi. Dưới một trận oanh tạc cùng loạn, phi thiên tiên giới tuyệt vọng, cuối cùng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Lúc này, Giang Tuyền đã trở về thanh tiên thôn, còn Trung Ly thì chia tay hắn giữa đường. Nó nói với Giang Tuyền, bởi vì phản hồi ăn mòn từ phong chi siêu cổ thần và ngụy trang siêu cổ thần, linh khí sắp sửa ô ạt đổ về lần này sẽ gấp đôi lượng linh khí trước đó tiếp theo chung ly tiên giới sẽ giáng mưa tiên khí có thể kéo dài một khoảng thời gian bảo giang tuyền chuẩn bị sẵn sàng trở về tiểu viện giang tuyền trước tiên thông báo cho phó hắc bạch một tiếng bảo hắn sau đó đến gặp mình giang tuyền vừa ngồi xuống giang ngữ thường liền nhào vào lòng hắn phụ thân người đưa ca ca đi đâu rồi sao ta đã lâu không gặp huynh ấy giang tuyền xoa đầu giang ngữ thường hỏi không phải ngươi vẫn luôn không thích ca ca sao? Sao đột nhiên lại hỏi đến, Giang ngữ thường, ta chỉ không thích những chuyện ca ca đã làm trước đây, ta cảm thấy không tốt, chứ không phải ghét bỏ huynh ấy, Giang tuyền bế gia ngữ thường lên, ta đã đưa ca ca ngươi đến một nơi rất xa rất xa, để hắn rèn luyện thật tốt, sau này có thể bảo vệ tiểu ngữ thường của ta. Giang ngữ thường biểu môi không hài lòng, ta không cần. Sau này ta sẽ tự học bản lĩnh, tự bảo vệ mình, Giang tuyền vuốt ve mái tóc gia ngữ thường, an ủi, tiểu ngữ thường thật ngoan. Hứa Thanh Thanh không hỏi hang tung tích của Giang Dự An, nàng luôn tin tưởng Giang Tuyền, tin tưởng những việc hắn làm đều là vì muốn tốt cho Giang Dự An. Buổi chiều, bầu trời đột nhiên mây đen giăng kín, tiếng sấm rền vang, sau đó mưa bắt đầu rơi xuống, toàn bộ đều là những giọt mưa được tiên khí hóa thành. Giang Tuyền lặng lẽ nhìn, có lẽ, sau lần này, Trung Ly tiên giới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong năm xưa. Đúng rồi, còn cần thu nhận một đệ tử chủ tu hệ phong, thay thế phong chi siêu cổ thần, nếu không qua một thời gian, phong chi siêu cổ thần lại trọng sinh. Nhưng Giang Tuyền tạm thời chưa có manh mối, chỉ có thể chờ xem sau này có cơ hội gặp được người có thiên phú cao hay không, còn ngụy trang siêu cổ thần thì căn bản không cần tìm, bởi vì tất cả đệ tử hắn cơ bản đều đã dạy qua, phương diện này thiên phú cũng đều không tệ. Ngày hôm sau Phó Hắc Bạch liền đến. Đệ tử Phó Hắc Bạch Bái kiến sư phụ. Vừa bước vào tiểu viện, Phó Hắc Bạch liền hành lễ với Giang Tuyền. Giang Tuyền đưa tay ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện, ngồi xuống nói chuyện, Phó Hắc Bạch gật đầu, vội vàng bước đến đối diện Giang Tuyền, chậm rãi ngồi xuống. Giang Tuyền, gần đây tiên khí nồng đậm, mưa lớn có thể kéo dài rất lâu, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, Phó Hắc Bạch gật đầu, điều này sư phụ cứ yên tâm. Bàn quốc hiện tại thuyền bè vật tư các thứ đều đủ để ứng phó với việc này, bàn quốc bây giờ đã khác xưa rất nhiều, cả nước từ trên xuống dưới đều trồng linh khí ngô, dựa vào thứ này đã an cư lạc nghiệp, không còn phải chịu đói, hơn nữa dần dần trở nên giàu có. Rất nhiều nhà đã có thể mua được linh khí ô tô thông thường, gần đây doanh số bán linh khí ô tô vẫn luôn tăng cao. Giang Tuyền lại hỏi, phương diện khoa học kỹ thuật thì sao, Phó Hắc Bạch, thời gian trước lò phản ứng tiên khí đã được đưa vào sử dụng cũng đã phóng thành công 10 vệ tinh lên không trung, hiện tại đang xây dựng trạm gốc, nghiên cứu ứng dụng tín hiệu ở tầng sâu hơn. Giang Tuyền nghe xong không khỏi gật đầu, xem ra thêm một thời gian nữa, điện thoại thông minh sẽ xuất hiện. Giang Tuyền, được, mọi việc đều trông cậy vào các ngươi, sau khi trận mưa này kết thúc, ta sẽ mở thông truyền tống thông đạo giữa chung ly tiên giới và các thế giới khác, đến lúc đó, để ngũ cốc thương hội của Kim Tỳ toàn diện vận hành, khai thông con đường thương mại giữa các thế giới, đồng thời thu thập tin tức về thế giới chi chủng sau đó huy động toàn bộ lực lượng bàn quốc tìm kiếm, Phó Hắc Bạch gật đầu, vâng, sư phụ, đối với quyết định này, Phó Hắc Bạch đương nhiên không có bất kỳ oán. Ngại nào, bởi vì một khi đã khai thông con đường thương mại, bàn quốc sẽ nên đón sự phát triển mạnh mẽ, đây là điều hắn mong muốn. Đúng rồi, hiện tại, hiện tại mọi người đều đã được ăn no, có thể bắt đầu đẩy mạnh việc trồng linh thảo linh quả, để bá tánh bàn quốc giàu lên, một khi khai thông con đường thương mại, không lo không có chỗ tiêu thụ. Giang Tuyền lại nhắc nhở thêm một câu. Hiện tại toàn bộ chung ly tiên giới linh khí tiên khí tăng vọt, cho nên linh thảo linh quả kỳ thực đã gần như bảo hòa, dù sao tu sĩ cũng chỉ có bấy nhiêu, lượng tiêu hao nhỏ hơn lượng sản sinh, tự nhiên trồng ra cũng không có chỗ tiêu thụ. Nhưng một khi khai thông con đường thương mại giữa các giới, những thế giới khác không có linh khí tiên khí dồi dào như chung ly tiên giới, tự nhiên sẽ rất thiếu những thứ này. Vâng, sư phụ. Phó Hắc Bạch lại đáp. Phó Hắc Bạch trở về hoàn thành, liền tuyên bố cảnh báo phòng chống thiên tai, để các địa phương chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời điều động hàng loạt thuyền bè, trực thăng, vật tư các thứ đến khắp nơi. Nhưng Phó Hắc Bạch cũng không ngờ, trận mưa này lại kéo dài tròn 2 năm rưỡi, toàn bộ chung ly tiên giới đều trải qua trong áp lực. 2 năm rưỡi tiêu hao đã khiến ngân khố và vật tư của bàn quốc cạn kiệt. Mà đúng lúc khó khăn, thuộc hạ lại bẩm báo, có một đội vận chuyển vật tư gặp phải tập kích vật tư bị cướp sạch phái rất nhiều tu sĩ đến đều đánh không lại đối phương sau đó thậm chí phái cả tiên nhân đến vẫn không được phó hắc bạch nghe xong liền nghi hoặc người bên phi thiên tiên giới đã đầu hàng từ lâu bọn họ không thể nào cướp vật tư của chúng ta chẳng lẽ là một số đại tu sĩ ẩn thế nhưng kỳ thực không có khả năng này bởi vì chế độ của toàn bộ phi thiên tiên giới quyết định không thể có đại tu sĩ ẩn thế nếu không gia nhập vào chế độ của bọn họ sẽ không có tài nguyên để hỗ trợ bọn họ tu luyện đến cảnh giới cao cho nên đại tu sĩ của phi thiên tiên giới kỳ thực đều thuộc về chính thức trước đó mà một khi đạt đến cảnh giới nào đó uy hiếp đến tam đế thì sẽ bị nghĩ cách trừ khử đừng thấy phật chủ và bạch chủ khinh thường thanh đế nhưng kỳ thực hai người bọn họ cũng làm những chuyện giống như thanh đế trong hoàn cảnh như vậy phi thiên tiên giới căn bản không thể tồn tại đại tu sĩ ẩn thế nhưng hiện tại tình huống đã đến nước này không giải quyết cũng không được truyền lệnh của ta lập tức đi mời đại sư huynh của ta diệp phàm đến trấn áp cuối cùng phó hắc bạch hạ lệnh tuân lệnh thuộc hạ chấp tay lĩnh mệnh lui xuống chớp mắt diệp phàm đã nhận được thông báo vốn dĩ trở về cũng thấy khá nhàm chán bèn cùng hồ ba nhị vỗ tay nhất thống hai người lập tức lên đường lần này bàn quốc còn phái một hạm đội lớn đi theo Phía sau là từng chiếc thuyền chở theo tên lửa khổng lồ. Diệp Phàm và Hồ Ba Nhị đứng trên bông tàu dẫn đầu. Đại sư huynh, chúng ta trực tiếp dịch chuyển tức thời qua đó là được rồi, ngồi cái thứ này chậm quá. Hồ Ba Nhị ở bên cạnh lẩm bẩm bất mãn. Diệp Phàm, ta cũng muốn, nhưng thập sư đệ nói, lần này chúng ta qua đó, phải để đối phương thấy được thái độ của bàn quốc, cho nên phải mang theo người đi, để thể hiện quyết tâm và thực lực của chúng ta, Hồ Ba Nhị chúng ta chính là thực lực rồi. Hai tiên đế còn chưa đủ thể hiện sao, dịp phàm, khí thế phải có, hạm đội hùng dũng tiến về phía trước, tạo nên từng lớp sóng nước. Khu vực cũ của phi thiên tiên giới, có một ngôi làng được bao phủ bởi một lớp lá trắng trong suốt, lúc này bên trong người đông nghìn nghịch, dân làng đều đứng ở quảng trường, tò mò nhìn con vịt lông vàng to lớn đang đứng trên bục cao đối diện. Vịt con to lớn dương đôi cánh lông xù xì chỉ vào số vật tư trong tay mọi người, tức tiếng quạt quạt, cạp cạp, thế nào? Việc ca ta lợi hại không? Ặc à, cái đó, Việt ca, số vật tư này vốn là phân phát cho chúng ta, ngươi hà tất phải đi cướp. Đúng là vẽ vời thêm việc. Một thôn dân ôm vật tư lên tiếng. Việt con nghe vậy trừng mắt, ngươi nói gì? Ngươi nói cái gì? Ta hảo tâm cướp vật tư về cho mọi người, ngươi lại nói ra những lời này. Ta muốn mời trạng sư của ta, dứt lời, Việt con vung đôi cánh lông xù xì về phía một lão nhân và một con lừa phía sau, trạng sư, cáo hắn cho ta, lão nhân nghe vậy tiến lên, giả bộ lấy ra một tờ giấy tuyên, hiện tại trạng cáo thông dân lý nhị đảng, vu khống Việt ca của ta, đánh 30 đại bản, ngươi là trạng sư, không phải thanh thiên đại lão gia, ngươi không thể định tội ta. Thông dân bị gọi là lý nhị đảng phản bác. Lão nhân nghe vậy ngây người, quay đầu nhìn Việt con, ánh mắt dò hỏi, dường như đang hỏi Việt con lời này có đúng không, Việt con cũng không hiểu. Nó chỉ nhớ trước đây có mấy người đi trộn đồ, sau đó bị cái gì mà trạng sư cáo, rồi bị lôi đi đánh 30 đại bản. Việc con cũng không phải không phản kháng, nó chỉ cảm thấy bọn họ đang chơi đùa với nó, nên không ra tay, dù sao đánh vào người cũng không thấy khó chịu gì, ngược lại còn có cảm giác như đang được mát xa. Việc con đảo mắt liên tục, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng, ta chính là thanh thiên đại lão gia, ta nói mới là đúng, lý nhị đảng cũng biết bọn họ chỉ nói đùa, nên không để tâm, ngược lại còn khuyên nhủ, việc ca, bàn quốc của chúng ta hiện đang gặp đại tai nạn đã hai năm rưỡi rồi quốc gia cứ cách một khoảng thời gian lại đưa vật tư đến cho chúng ta liên tục suốt hai năm rưỡi họ đã đủ bận rồi ta mong ngươi đừng gây thêm phiền phức cho quốc gia nữa việc con nghe vậy sững sờ vô thức hỏi bàn quốc thật sự tốt như vậy sao các ngươi không nói quá chứ lý nhị đảng việt ca ngươi có thể tưởng tượng được hai năm trước chúng ta mỗi ngày làm việc vất vả đến chết cơm cũng không đủ ăn. Sau đó, chúng ta gia nhập bàn quốc, triều đình trực tiếp phát ngô giống, còn dạy chúng ta cách trồng trọt, chỉ vài tháng sau, chúng ta không chỉ có cơm ăn no, mà trừ bỏ thuế má, trong nhà còn có lương thực ăn không hết, ngay cả bây giờ ngoài kia hồng thủy ngập trời, nhưng quốc gia đã đặc biệt bố trí trận pháp bảo hộ cho chúng ta, để chúng ta không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Hơn nữa trong thôn, chúng ta vẫn có thể trồng ngô, tự cung tự cấp, Quốc gia còn đưa các loại vật tư khang hiếm đến cho chúng ta, chúng ta thực sự rất hài lòng, mong Việt ca đừng gây thêm phiền phức cho quốc gia nữa." Những thôn dân khác cũng gật đầu đồng tình, quả thực họ đã rất mãn nguyện rồi, cũng không muốn gây thêm phiền phức cho quốc gia, họ phải trân trọng đất nước khó khăn lắm mới có được này. Việt con bị nói đến ngây người, nhưng vẫn bất mãn phản bác, "Nhưng vật tư đưa đến càng ngày càng ít, các ngươi không đủ dùng, nên ta mới đi cướp, lý nghị đảng." Việt ca quốc gia hiện tại cũng khó khăn, ngươi có thể tưởng tượng được, một đất nước lớn như vậy, liên tục đưa vật tư suốt 2 năm rưỡi, phải đưa ra bao nhiêu vật tư không? Việc con nghe vậy không nói nữa, bởi vì nó không biết tính. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lý Nhị Đảng, mọi người lần lượt đặt vật tư trong tay xuống bên cạnh Việt con. Lý Nhị Đảng, Việt ca, đến lúc người của quốc gia tìm đến, ngươi hãy trả lại vật tư cho họ, vật tư trong nhà chúng ta còn đủ, tiết kiệm một chút chắc chắn có thể cầm cự thêm một thời gian, được rồi. Việc con bất đắc dĩ, ủ rũ đáp ứng. Sau khi thôn dân tản đi, việc con ngồi trên đống vật tư, nghĩ mãi không thông. Nó đến thế giới này đã nhiều năm, dựa theo hiểu biết về con người hai năm trước, bọn họ đều ích kỷ, bọn họ sẽ không ngừng tích trữ đủ loại đồ vật, càng nhiều càng tốt, chưa bao giờ chê đồ của mình nhiều. Bọn họ sẽ nghĩ cách chiếm đoạt đồ của người khác, hoặc là trộm, hoặc là cướp, hoặc là dùng những cách khác. Nhưng hôm nay biểu hiện của Lý Nghị Đảng và những người khác hoàn toàn lật đổ nhận thức của Việt con, từ trên người họ, Việt con nhìn thấy một tinh thần hy sinh quên mình. Tinh thần này làm Việt con chấn động, nó không ngờ, con người lại có tinh thần như vậy. Chuột nhỏ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Lúc này, lão nhân vừa đóng vai trạng sư đi tới. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta là Việt, không phải chuột. Việt con tức giận đứng dậy. Ta biết, ta biết, chuột nhỏ. Ngươi không muốn thừa nhận, thật ra là sợ mèo nhỏ của ta bắt ngươi đúng không? Không sao, hiện tại ta có thể quản được mèo nhỏ của ta. Nó sẽ không bắt ngươi, vừa nói, lão nhân đưa tay xoa đầu con lừa già bên cạnh, hiển nhiên, con mèo nhỏ mà hắn nói chính là con lừa già này. Việc con quay đầu nhìn con lừa già đang được vuốt ve có vẻ hưởng thụ, không khỏi ngây người. Nó đến thế giới này sau, vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Giang Tuyền nhưng nó tuy có tu vi cao cường lại không có thủ đoạn gì nên vẫn luôn tìm không thấy trên đường nó gặp lão nhân này cưỡi một con lừa chỉ vào nó gọi là chuột còn la hét muốn bắt nó việc con không hề nể mặt bọn họ trực tiếp ra tay đánh lão nhân và con lừa thành đầu heo sau đó nó cảm thấy một người một lừa này cũng khá thú vị nên dẫn theo bọn họ cùng nhau lên đường dần dần việc con mới thật sự phát hiện lão nhân này không phải ngốc mà là đầu óc có vấn đề, toàn nói những lời người ta không hiểu. Nhưng cũng chính một người một lừa này, khiến việc con cảm nhận được sự bầu bạn và niềm vui, cũng có thể là do ở trong không gian bốn chiều quá lâu, việc con cảm thấy cảm giác này vô cùng quý giá. Cuối cùng đột nhiên hồng thủy ngập trời, nó không thể không dẫn theo một người một lừa này đến thôn này. Sau đó bọn họ phát hiện ngô trồng trong thôn cực kỳ ngon, nên đi trộm, kết quả bị bắt được may mà đối phương thấy nó thần kỳ chỉ đánh vài gậy nghe ý của bọn họ là nó là yêu thú mà ở bàn quốc địa vị của yêu thú cũng rất cao bởi vì các đại lão yêu tộc trước đây đã theo hoàng đế bàn quốc chinh chiến thiên hạ vì vậy bàn quốc hiện tại đối đãi với yêu thú vô cùng thân thiện chỉ cần chúng không làm chuyện gì tày trời thì sẽ không làm khó chúng nhìn đống vật tư trên mặt đất việc con muốn trả lại nhưng lại không biết trả lại như thế nào chỉ đành chờ xem có thuyền đưa vật tư đi ngang qua không, đến lúc đó rồi tính. Thời gian thấm thoát trôi qua hai ngày rưỡi, đúng lúc việc con đang không biết làm thế nào, thì bên ngoài đột nhiên xuất hiện một lượng lớn thuyền bè, đang tiến về phía này. Việc con vội vàng đứng dậy, phất tay thu hồi vật tư, mong chờ nhìn về phía những chiếc thuyền kia. Không lâu sau, những chiếc thuyền kia cập bến trước thôn, trực tiếp bao vây toàn bộ thôn. Thuyền vừa dừng lại, hồ ba nhị liền bay ra, bay trên không trung hét lớn, tên cướp táo tận, dám cướp vật tư của quan phủ bàn quốc, việc con bay lên, đang định lên tiếng, thì một la bàn khổng lồ đập thẳng vào mặt nó. Ta kháo, dám đánh việc đại gia ngươi. Chán sống rồi sao, việc con nhìn la bàn đang lao thẳng vào mặt mình, trong lòng dâng lên một cổ nộ khí. Chỉ thấy nó vung đôi cánh mềm mại, đập thẳng vào la bàn. Choang! Một tiếng vang giòn, toàn bộ la bàn vỡ tan tành. Chứng kiến cảnh tượng này, toàn trường im bặt, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hồ Ba Nhị sững sờ, Diệp Phàm cũng ngây người. Đây có lẽ là lần chấn động nhất trong lòng bọn hắn kể từ khi tu tiên đến nay. Không biết bao lâu sau, Diệp Phàm xoay người bỏ chạy, lão nhị, mau chạy, lúc này, được Diệp Phàm nhắc nhở, Hồ Ba Nhị cũng lập tức hoàn hồn, xoay người biến mất tâm, chạy trối chết. Việc con trên không trung thấy vậy cũng ngẩn người, chuyện gì thế này? Hai tên này vừa rồi còn khí thế hùng hổ, sao chớp mắt đã chạy rồi, mà lúc này, Hồ Ba Nhị và Diệp Phàm đã đứng ở nơi rất xa rất xa, thấy việc con không đuổi theo, mới thở vào nhẹ nhõm. Mau chóng truyền tin thỉnh sư phụ đến đây, chúng ta không phải đối thủ của nó. Diệp Phàm có chút sợ hãi nói. Nói nhảm, thần khí sư phụ ban cho cũng bị đánh nát, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ, nói cách khác, cho dù kim sắc tự thiếp trên người bọn hắn cũng rõ ràng không thể cản nổi đối phương điều này không cần thử bởi vì thử có lẽ sẽ toi mạng có lẽ sư thúc có thể địch lại đối phương hồ ba nhị vừa lật tìm truyền tin ngọc phù vừa nói Diệp phàm lại lắc đầu không nhất định ngươi không thấy sao công việc kia chỉ bằng vào lực lượng tu vi thuần túy đã đánh nát la bàn của ngươi không hề có bất kỳ dao động lực lượng đại đạo nào ngươi nghĩ xem chỉ tu vi đã kinh khủng như vậy, nếu vận dụng đại đạo thì sao, không nghĩ không biết, nghĩ đến lại sợ hãi, hồ ba nhị không dám chậm trễ, lấy ra truyền tin ngọc phù, trực tiếp truyền tin. Lúc hồ ba nhị đang tập trung truyền tin, Diệp Phạm dường như lại nghĩ đến điều gì, nói, còn nữa, lão nhị, ngươi có chú ý đến con lừa và lão già trong thôn không, hồ ba nhị nghe xong suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên giật mình, đại sư huynh, ngươi vừa nói ta mới nhớ ra, Diệp Phạm gật đầu, Trước đây khi Khả Nhi tiểu sư muội trở về, từng mang theo một con lừa, sau đó con lừa đó biến mất, Hồ Ba Nhị gật đầu, đúng vậy, biến mất trong ngôi miếu đổ nát kia, mà bên dưới ngôi miếu đổ nát đó, hai người không khỏi nghĩ đến nhân vật khủng bố dưới lòng đất ngôi miếu đổ nát kia, lúc đó thật sự đã dọa bọn hắn sợ chết khiếp. Diệp Phàm, đúng vậy, con lừa Khả Nhi sư muội mang theo, rất có thể đã bị tồn tại khủng bố kia mang đi, mà lão già trong thôn vừa rồi dường như chính là nhân vật khủng bố dưới lòng đất kia. Nói xong, hai người không nhịn được nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hãi. Trong thanh tiên thôn, Giang Tuyền đang xem Lão Bạch và Ô Ngao Thiên chơi cờ. Trải qua hai năm rưỡi hồi phục, Lão Bạch đã hoàn toàn khôi phục và tỉnh lại, thời gian này ngày nào cũng phải chơi cờ với Ô Ngao Thiên. Mà Giang Tuyền sau khi khôi phục tu vi và bản nguyên, mỗi ngày cũng dành ra rất nhiều thời gian để tu luyện, lúc này đã đạt tới hóa thần tầng 30, trên thế giới thụ trong đan điền, có 30 phiến lá có nguyên anh ngồi xếp bằng mở mắt. Việc tu luyện hóa thần của Giang Tuyền khác với Kim Đan và tất cả các cảnh giới trước đó. Giang Tuyền cần phải dung hợp đại đạo vào nguyên anh, để nó sinh ra thần niệm, mỗi nguyên anh mở mắt đều có thể sinh ra thần niệm vô cùng mênh mông. Thông qua khống chế thần niệm, những nguyên anh này có thể bay ra khỏi cơ thể, một nguyên anh có thể hóa thành một Giang Tuyền đặc biệt, chỉ có điều mỗi cái chỉ nắm giữ một loại đại đạo. Nhưng hiện tại Giang Tuyền tu luyện quá chậm, một năm mới tu luyện được 30 tầng. Muốn dựa vào bản thân tu luyện đến một vạn tầng, cần 333 năm, đối với Giang Tuyền hiện tại mà nói, quá chậm. Lúc này, Giang Tuyền đang xem cờ đột nhiên biến sắc, sau đó vội vàng giơ tay bấm đốt ngón tay. Ai? Ai đã đánh nát la bàn của Hồ Ba Nhị? Giang Tuyền khẽ hỏi. Theo lý mà nói, hiện tại toàn bộ chung ly tiên giới vẫn chưa tìm ra người có thể đánh nát thần khí. Thế nhưng Giang Tuyền hiện tại lại không tính được là ai đã đánh nát, chỉ có thể tính được vị trí đại khái của Hồ Ba Nhị và Diệp Phàm. Chẳng lẽ là có vị siêu cổ thần nào đó tiến vào? Không thể nào, nếu có siêu cổ thần tiến vào, cấm thần trận pháp hoặc chung ly sẽ thông báo cho hắn. Lão Bạch cũng bị Giang Tuyền lẩm bẩm thu hút, quay đầu hỏi, chủ nhân, chuyện gì vậy? là do nước cờ này của ta đi không đúng sao? Giang tuyền liếc mắt nhìn nó, sau đó hỏi, Lão Bạch, ở chung ly tiên giới, còn ai có thể đánh nát thần khí? Lão Bạch nghe xong sững sờ, không phải nói về cờ sao? Sau khi suy nghĩ, Lão Bạch lắc đầu, không có, trong ấn tượng của ta không có, Giang tuyền nghe xong im lặng, hỏi ngươi cũng như không. Lúc này Lão Bạch dường như nghĩ đến điều gì, lại nói, ta nhớ ra là ai rồi, Giang tuyền, mau nói, Lão Bạch, cấm thần trận pháp, bây giờ nó ra tay có thể đánh nát, còn có chung ly cũng có thể, Giang Tuyền nghe xong im lặng, nói cũng như không, hai tên kia ra tay, Giang Tuyền hắn sẽ không biết sao. Không thể nào. Hay nói cách khác, hai tên tiểu tử hồ ba nhị và diệp phàm, vì quá nhàm chán, nên đi tìm cấm thần trận pháp tỷ thí, nói thì nói vậy, cấm thần trận pháp căn bản không thèm để ý đến bọn hắn, cũng sẽ không ra tay. Đang lúc Giang Tuyền suy nghĩ miên man, tin nhắn của hồ ba nhị đến. Sư phụ, mau đến đây, ở đây có một con vịt, vô cùng ngạo mạn, tu vi cũng cực kỳ cao, chúng ta không địch lại nó. Có lẽ thịt cũng sẽ rất ngon, theo hồ ba nhị thấy, sư phụ là đại năng, mỗi ngày suy nghĩ chắc là ăn uống hưởng lạc, hắn sợ sư phụ không đi, liền nói những lời này, dụ dỗ Giang Tuyền tới. Nhìn thấy tin nhắn của hồ ba nhị, Giang Tuyền không khỏi sững sờ, vịt, nói đến cái này, Giang Tuyền chợt nhớ ra, con vịt con mà hắn gặp trong không gian bốn chiều tên này không phải đã chạy đến nơi khác rồi sao? Sao lại chạy đến chung ly tiên giới rồi? Thôi kệ, cứ đến xem sao. Nghĩ vậy, Giang Tuyền lập tức biến mất tại chỗ, ngay cả Lão Bạch cũng không mang theo. Kẻ có thể đánh nát thần khí, cũng chỉ có vịt con mà thôi, mà người và vịt vốn đã quen biết, đến đó hẳn là không có nguy hiểm gì, cho nên Giang Tuyền không mang Lão Bạch theo. Mà lúc này, Diệp Phàm và Hồ Ba Nhị đang trừng mắt nhìn vịt con hai người bọn hắn tuy đã rút lui bỏ chạy nhưng hạm đội do bàn quốc phái đến không hề rút lui mà trực tiếp phóng vài quả tên lửa về phía việt con việt con chưa từng thấy thứ này còn tưởng là đồ chơi gì đó trực tiếp bay lên nên đón những quả tên lửa sáng bóng kia ầm 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 cạp 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 thứ này thật thú vị trong đám mây hình nấm do vụ nổ tạo ra truyền đến tiếng kêu vui sướng của việt con những người phóng tên lửa bên kia thấy vậy đều ngây người thứ gì vậy đây thật sự là một con vịt nhỏ trông vô cùng đáng yêu sao, sau đó, vịt con lóe người đến một chiếc tàu tên lửa, trực tiếp tiến vào buồng lái. Trên đường đi có tu sĩ đổ kiếp ra chặn đường, kết quả bị vịt con vung cánh đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy phàm nhân ngồi trong buồng lái, vịt con ngẩn người. Phàm nhân Phàm nhân sao có thể phát ra lực lượng cấp tiên trở lên, sau đó, vịt con ung dung tiến tới, ngồi vịt xuống bên cạnh người nọ, mau, dạy ta cách dùng thứ này, thật thú vị, người nọ cảm nhận được con vịt lông xù bên cạnh, khẩn trương vô cùng, cái đó, đạn dược hết rồi. Không thể bắn được nữa, vịt con lập tức thất vọng, rồi chợt nghĩ ra điều gì, vậy thứ này di chuyển thế nào, người nọ bất đắc dĩ, đành phải giảng giải sơ lược cho vịt con phương pháp thao tác. Nghe xong, ánh mắt vịt con sáng rực, lập tức đẩy người nọ ra, tự mình ngồi vào vị trí điều khiển, sau đó một trận thao tác lung tung, cuối cùng cũng khởi động được chiến hạm tên lửa. Theo chiến hạm bắt đầu tăng tốc, nhìn cảnh vật xung quanh không ngừng biến đổi, Việt con không khỏi tâm triều dân trào, cạp cạp, ồ hô, thật thần kỳ, thật thú vị, không ngờ lại có thứ này, người nọ bất lực, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, không dám nói lời nào. Tiếp đó, Việt con điều khiển chiến hạm tên lửa lướt đi trên mặt nước, vui vẻ vô cùng. Lần này, tất cả những người đến đều ngây ngẩn cả người, nhưng bọn họ lại không dám lên tiếng, bởi vì con vịt bên trong chiến hạm quá mức kinh khủng đột nhiên, toàn bộ chiến hạm đang lao vung vút bỗng nhiên phanh gấp, dừng lại trên mặt nước, sau đó con vịt đột ngột bay ra, nhào vào lòng một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên không trung. Cạp cạp cạp, Giang Tuyền, ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi, ta tìm ngươi vất vả lắm. Việc con không ngừng cọ đầu vào người Giang Tuyền. Không sai, người đến chính là Giang Tuyền. Hắn đưa tay vuốt ve cái đầu lông xù của Việt con, ngươi chẳng phải nói đi du lịch chư thiên sao. Sao lại chạy đến đây? Việc con, cạp cạp, hôm đó sau khi ta đánh nhau với tên kia xong, vẫn muốn đi cùng ngươi, ai ngờ ngươi đi vào rồi biến mất, ta tìm ngươi khổ sở lắm." Giang Tuyền gật đầu, "Thôi được, cùng ta về nhà ta nào." Nghe vậy, Việc con liên tục gật đầu, cạp cạp cạp, tốt tốt tốt. Cạp cạp cạp, bất chợt, Việc con lại như nhớ ra điều gì đó, liền nói, "Giang Tuyền, ngươi chờ ta một lát, ta đi đón đồng bạn của ta trong khoảng thời gian này." Giang Tuyền nghi hoặc Đồng bạn nhìn vịt con bay đi, vì tò mò, Giang Tuyền cũng đi theo. Chẳng mấy chốc, người và vịt đã đến trước thôn kia, rồi Giang Tuyền nhìn thấy người trong đó, cả người đều sững sờ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.